Ngoài những set đồ chốn công sở thì bất cứ bạn gái nào cũng cần những bộ trang phục thật phong cách, ấn tượng và đương nhiên là phải thật thoải mái khi mặc để đi picnic, đi chơi cùng bạn bè và người thân. Hãy cùng thời trang của cuộc sống khám phá những bộ sóc thật ấn tượng dưới đây. Với gam màu hồng nhẹ nhàng, tôn lên nét dịu dàng và nữ tính cho các bạn gái. Chiếc áo được thiết kế sát nách, tạo phong cách trẻ trung và độc đáo. Với họa tiết hoa nhẹ phối cùng tông màu tím, tạo nên nét quý phái cho người mặc. Chi tiết cổ nam của chiếc áo khiến cho set đồ vô cùng thanh lịch và sang trọng. Với set đồ này, bạn có thể đi workout hoặc giày thể thao tùy ý, trông đều rất hợp và nổi bật. Chiếc áo trắng kết hợp cùng quần short, tạo pha xanh bạc hà, khiến các bạn gái của chúng ta trông tinh khôi, đáng yêu và nổi bật. Với điểm nhấn dây cạp của chiếc quần tạo nên nét phá cách cho set đồ, rất có tác dụng hách tuổi cho các bạn gái của chúng ta. Nếu là tín đồ của màu trắng, hãy làm bạn với set đồ này. Chiếc áo trắng với hai ống tay được thiết kế cách điệu vô cùng tinh tế, kết hợp cùng chiếc quần short viền đen. Nếu muốn nổi bật trước đám đông hơn nữa, các bạn nữ hãy diện cùng đôi giày thể thao hoặc guốc trắng. Tâm đảm bảo không ai có thể gây chú ý người xung quanh hơn các bạn đâu. Đó là một số set đồ short mà theo như Tâm, các bạn diện đi picnic hoặc đi chơi cùng bạn rất là ok. Hãy nhớ đăng ký và comment phía dưới video những đóng góp cho kênh Thời trang và cuộc sống các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.